Trong video này mình xin chia sẻ với các bạn 4 điều mình cảm thấy thú vị khi làm một lập trình viên. Là lập trình viên có nghĩa bạn vừa là thủ phạm vừa là thám tử. Nếu trong các bộ phim đề tài hình sự, trinh thám, các bạn thấy có những nhân vật làm việc cho cả hai phe đối đầu nhau mà chúng ta hay gọi là cảnh sát nằm vùng hay là điểm viên hai mang thì trong thực tế những nhân vật này chính là các lập trình viên. Một mặt, các bạn sẽ đóng vai trò là thủ phạm khi các bạn là người gây ra lỗi, tạo ra bớt Mặt khác, các bạn cũng đóng vai trò là thám tử khi chính các bạn sẽ là những người tìm ra những lỗi, những bước này và khắc phục chúng. Công việc theo phong cách tự làm, tự ăn, tự sản, tự tiêu này sẽ theo các bạn trong suốt những năm tháng các bạn đi làm. Các bạn thấy đấy, có mấy ai được trả lương để sửa những cái lỗi do chính mình tạo ra như các lập trình viên đâu. Là lập trình viên, các bạn sẽ sử dụng máy tính ở một level khác. Mình tin các bạn cũng đồng ý với mình rằng các lập trình viên sử dụng các cái phím tắt hay là hotkey thành thục và thường xuyên hơn so với những người khác. Nếu với những bạn làm trong ngành khác thì phím tắt chủ yếu sẽ được sử dụng khi mà các bạn sử dụng Word hay là Excel thì đối với dân IT phím tắt sẽ được sử dụng everywhere. Từ những tác vụ cơ bản như là đóng mở folder khi sử dụng các cái web browser như là Chrome hay là Firefox và tất nhiên rồi không thể nào mà không kể đến lúc chúng ta lập trình khi chúng ta sử dụng các cái IDE như là PyCharm hay là VS Code. Đối với mình, việc sử dụng các cái phím tắt thành thục nó giúp cho mình có thể tăng tốc độ xử lý công việc trong quá trình làm việc. Các bạn cứ để ý mà xem, các lập trình viên ít khi sử dụng chuột lắm tại vì sử dụng phím tắt nhanh hơn nhiều. là lập trình viên các bạn sẽ dễ được cảm thông hơn nếu các bạn không giỏi tiếng Anh thật ra riêng về cái điều này thì mình nghĩ là nó chỉ đúng vào cái thời điểm cái đây tầm 10 năm khi mà mình vẫn còn là sinh viên IT thế còn bây giờ ở cái thời điểm hiện tại thì mình nghĩ là nó không còn đúng nữa rồi ngày nay thì các bạn sinh viên IT rất là chịu khó cho rồi tiếng Anh nhưng mà vào cái thời của mình cái đây 10 năm thì sinh viên IT nhìn chung hay được nhìn nhận đó là những người yếu ngoại ngữ nếu các bạn học bên kinh tế ngân hàng việc giỏi ngoại ngữ gần như là một cái chuyện bắt buộc nhưng còn ở bên IT nơi mà nặng mù ngoại ngữ vẫn còn hoành hành thì nếu các bạn giỏi ngoại ngữ đây sẽ là một cái điểm cộng rõ ràng cho các bạn còn nếu bạn không giỏi ngoại ngữ thì đây cũng không phải một cái vấn đề quá nghiêm trọng tại vì là you never walk alone Ê, tuy nhiên như mà mình nói rồi và thời điểm 2024 thì cái điều này nó không còn đúng nữa tại vì có rất nhiều bạn IT các bạn ấy vừa giỏi chuyên môn mà các bạn ấy cũng rất là giỏi ngoại ngữ nữa điều cuối cùng là mình cảm thấy thú vị khi làm một lập trình viên đó là việc mình có thể code, mình có thể thực hiện hóa ý tưởng của mình bằng việc lập trình ra một cái chương trình gì đó đã có không ít các lập trình viên khi kết hôn họ tạo ra nguyên một cái website chỉ để lưu trữ lại những khoảnh khắc trong một đám cưới hay là có những lập trình viên họ tạo ra những game mini chỉ để thỏa mãn cái đam mê của bản thân. Ngôn ngữ lập trình có thể coi như là cái cách mà con người chúng ta giao tiếp với máy tính. Với việc là một lập trình viên, các bạn có thể được coi là một thông dịch viên người kết nối hai thế giới con người máy tính lại về với nhau. Vậy là trong video này mình đã chia sẻ với các bạn những cái điều mà mình cảm thấy thú vị khi làm một lập trình viên. Còn các bạn. Nếu các bạn có cảm thấy có những cái điều thú vị gì khác khi các bạn là một coder, là một lập trình viên, các bạn có thể chia sẻ với mình ở dưới phần comment của video này. Mình hy vọng các bạn thích video này của mình. Mình rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình. Mình sẽ hẹn gặp các bạn những video sau. Nếu các bạn đang quan tâm, đang tìm hiểu về các khóa học online về AI, data science, machine learning thì các bạn có thể ở lại để nghe tiếp phần này. Đầu tiên là khóa Python và AI cơ bản được thiết kế để hướng đến những bạn trái ngành, những bạn chưa từng tiếp xúc với lập trình hay là IT bao giờ. Trong khóa học này, các bạn sẽ được dạy những cái kiến thức cơ bản về lập trình Python các bạn cũng sẽ được làm quen với những cái thư viện Python hay được sử dụng trong lĩnh vực Data Science, Machine Learning. Đồng thời các bạn cũng sẽ được chia sẻ về những cái ứng dụng của AI trong những cái lĩnh vực trong cuộc sống thực tế. Khoa học thứ hai mà bọn mình sẽ khai giảng trong thời gian tới là khoa học chủ chốt mà bọn mình mở nhiều lớp nhất từ trước cho đến giờ, đó là khóa Data Science và Machine Learning nâng cao. Khóa này hướng đến các bạn đang học hoặc đang làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc những bạn đã có kinh nghiệm về lập trình rồi. Khóa học này sẽ cung cấp cho các bạn toàn bộ những kiến thức các bạn cần biết về Data Science và Machine Learning. Ngoài ra trong khóa học này, chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về hai cái nhánh ứng dụng chính của AI, đó là xử lý ngôn ngữ tự nhiên và thị giác máy tính. Trong khóa học này, các bạn sẽ được làm việc với private dataset mà mình lấy ra từ công ty cũ của mình làm về lĩnh vực tuyển dụng để các bạn có thể thấy được sự khác biệt giữa public dataset mà các bạn có thể dễ dàng download trên mạng với những private dataset mà các bạn sẽ chỉ có thể được tiếp xúc khi các bạn sau này các bạn đi làm ở các công ty. Khóa học tiếp theo là khóa Deep Learning for Computer Vision cơ bản. Khóa học này hướng đến những bạn đã có kiến thức cơ bản về machine learning và các bạn muốn tiếp tục tìm hiểu lên về deep learning. Deep Learning for Computer Vision cũng là cái hướng đi mà mình chọn trong quá trình học thạc sĩ tại Đại học Kỹ thuật Munich và đây cũng là cái nhánh mà mình làm việc trong suốt hơn 4 năm qua. Trong khoa học này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những cái kiến thức cơ bản nhất mà các bạn cần biết về Deep Learning, bao gồm là Neural Network, Convolutional Neural Network và những cái layer đứng sau những cái kiến trúc này. Chúng ta cũng sẽ cùng nhau tìm hiểu về những cái mô hình CNN phổ biến nhất từ trước cho đến nay, cũng như là bài toán Image Classification, bài toán có thể nói là cơ bản nhất trong mảng thị giác máy tính. Khoa học tiếp theo là khóa Deep Learning for Computer Vision nâng cao khóa học này hướng đến những bạn đã hoàn thành khóa cơ bản và các bạn muốn tiếp tục tìm hiểu về những topic nâng cao như là Object Detection, Image Segmentation, GAN hay là OCR. Ngoài ra trong khóa học này, chúng ta cũng sẽ cùng nhau tìm hiểu và học cách sử dụng Docker, công cụ không thể thiếu nếu các bạn muốn đi làm sau này, không những trong mảng AI mà trong bất kỳ một cái nhánh con nào khác của công nghệ thông tin. Và cuối cùng, để bổ trợ cho những bạn nào muốn theo đuổi mảng AI Data Science Machining nhưng còn bị yếu về kiến thức toán thì mình sẽ tiếp tục khai giảng khóa học toán dành cho AI. Trong khoa học này, các bạn sẽ được học về bốn cái mảng toán chính cần thiết dành cho bất kỳ ai muốn theo đuổi AI, data science, machine learning, bao gồm là xác suất, thống kê, đại số tuyến tính và giải tích. Trong quá trình học, thay vì chỉ học những kiến thức lý thuyết cũng như là làm những cái bài tập khô khan thì mình cũng sẽ nói cho các bạn biết là những kiến thức này sau này các bạn sẽ được áp dụng như thế nào trong quá trình học hay là làm về AI, data science, machine learning. Nếu các bạn quan tâm hay có bất kỳ một thắc mắc gì về bất kỳ một cái khoa học nào của mình, các bạn có thể liên lạc với mình thông qua số Zalo như các bạn có thể nhìn trên hình.